Hey, năm 30 nha các bạn. Đang sơ líp, sơ pha gãy. Gần rồi tắt nhất rồi. Ở đây là Tân Thành B, Tân Hồng, Đồng Tháp nha các bạn. Vừa chạy vô thì cái đường đường chùa đường chùa ông Tám Ấu đó, nhớ rồi. Chùa gì nãy cái bảng chùa như chùa Tăng Long hay gì đó, ở dưới để là chùa ông Tám Ấu. Tại năm 30 này quay phá rễ này là cái con này, con thứ hai mình quay được nè. Rễ này không biết trồng dưa, không biết dưa gì đây. Đây này, không biết dưa gì nữa. Năm 30 cái này quen miệng kêu năm 30 chứ hồi trước mình kêu toàn năm 310 mà. John Deere 5310 thì xài máy John Deere 3029 piston 106 3 máy nha các bạn. 53 mã lực. Dòng 5310 này thì dòng này nó đã còn thuộc cái dòng 5000 Ten Series cho nên nó chỉ có 53 mã lực thôi. Còn cái dòng 5310 đời mới 2018 2019 á thì nó thuộc dòng 5000 Series đó. Lộn, thuộc dòng E Series á. Thì cái dòng 5310 đó là nó tới 55 mã lực lận. Dòng đó của Ấn Độ bây giờ là có xài rồi. Mà ở Việt Nam bên đây thì chưa thấy ai xài. Đợt 2018, 2019. Đó, cái clip bên đây, clip bên kia là rồi. Đất ở đây là toàn đất cát nha các bạn. Cho nên phá clip này thì không mấy gì khó đối với 5310. Một cầu nữa thì chạy đất này nó cũng phải ghê luôn. Tiếp đất cát mà khô queo luôn. Đây cái vụ 5310 5000 Ten Series với E Series mình có nói rồi ở trong mấy cái video trước đó, để bữa nay mình nói lại cái nữa nha. Cái dòng 5310 5000 Ten Series là cái ốp lưới dọc hai bên này nha các bạn. Còn cái dòng E Series là nó giống thiết kế cabo, nó là một loại cabo với 5055 5065 5075 đó, có cánh gió ở chính giữa đó. Là cái dòng nó dòng E-Series là dòng nó tới 53 mã lực lận. Ui, còn lốc đen nè. Ở đây thì đa số người ta xài lốc đen không à. Dàn số này chắc của Thắng Đạt đúng không? Rồi dàn số Thắng Đạt. Thắng Đạt thì dàn số này dàn số đạo số cũng ok lắm. Hôm trước mình quay được một em dòng 514 MU đó. Mà dàn số Thắng Đạt số được phải nói là biết kiền luôn. Đây, thì trở lại cái vụ 5310 này đi. Dòng này nó thuộc dòng 5000 Ten Series là nó chung dòng với 5410, 5510, 5610 đó. 5210 nữa. Mình cũng không hiểu cái cách phân chia của John Deere vậy lần sau. Cũng đồng thời là dòng 5310 nhưng mà đời cũ này thì nó thuộc dòng 5000 Ten Series, còn đời mới thuộc dòng 5E Series, E Series. Khó hiểu nữa, trên là chỉ có hai mã lực thôi. Di lục hai mã lực thôi à. Cũng là động cơ 3029 luôn. 55 mã lực nhưng không turbo nha các bạn. 5310 mà có turbo ở lên tới 65 mã lực lận. Rồi xong. Vậy là một tác mà quá ta.